Cần. Không kêu tiếng nhông mà kêu tiếng mà hộp số ngàn nằm nghe đó, go 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 chứ bây giờ cái hộp SS là thua rồi đó anh. Nằm xui là nằm xui là không còn nào làm cái được cái mô tờ biết nó chỉ đi đâu luôn. Bởi vậy là em nói rồi mai mốt là cái dịch để mua hộp HG em là coi như là em nhập dịch tới 10 hộp số HG luôn anh, chưa bao giờ nhập hộp HG nhiều vậy hết chứ. Lên lạnh lên hình rồi đó. Lên liếc rồi đó. Quay trực tiếp rồi đó. Cái đàn muối này có tiếng nó êm. Lót thằng thùng nó vô. Sao giống cái đoạn hồi nãy vậy? Cái gì khác à? Khác à? Góc khác. Lấy tàn cảnh. Dạ dạ dạ. Ha à, đồng mu. Rồi. Chạy đi, chạy đi nè. Con chạy sao chạy? Rồi, nói chung là qua khỏi chỗ này đúng không? Đúng rồi. Con chạy theo chạy qua là được. Anh Tuấn chạy mất hình luôn. Chứ không chó. Đường nguyên cái mặt vô luôn ghê. Mình làm lại. Làm lại. Đó anh làm lại. U nhậm bánh nhậm đích. Xoắn xoắn thắng. Thắng thấy được bánh sao sao.